Thành phố Princeton đang xôn xao về một ứng cử viên đặc biệt mang tên AI Steve, được thiết kế bởi Neural Voice. Trí tuệ nhân tạo này sẽ đại diện cho doanh nhân chủ tịch của công ty Steve Anderson. Dù ông sẽ là người tham dự các cuộc họp quốc hội trực tiếp, AI Steve sẽ là người lắng nghe các cử tri, thu thập và tạo dữ liệu cơ sở một cách cá nhân hóa. Phía công ty cho biết AI Staff có thể thực hiện tới 10.000 cuộc trò chuyện cùng một lúc về nhiều chủ đề từ nhà ở tới nhập cư. Trí tuệ nhân tạo sẽ trả lời bằng giọng nói hoặc văn bản dựa trên cơ sở dữ liệu thông tin về các chính sách của đảng mà nó đại diện. Nếu không có chính sách cho một vấn đề cụ thể nào được đưa ra, AI này sẽ tiến hành một số nghiên cứu trên Internet trước khi trao đổi với các cử tri, đồng thời đề xuất họ đưa ra ý kiến ai này sẽ tổng hợp ý kiến và đưa ra chính sách của riêng mình điều sẽ được hàng nghìn người kiểm chứng và bỏ phiếu lựa chọn có đồng tình với đề xuất này hay không hầu hết người dân anh đều bất ngờ trước sự xuất hiện của một ứng cử viên đặc biệt trong cuộc bầu cử năm nay tuy nhiên tất cả đều không phủ nhận tầm quan trọng của ai đối với chính trị nếu đắc cử ai steve sẽ là nhà lập pháp ai đầu tiên được bổ nhiệm vào một cơ quan lập pháp trên toàn cầu